Rồi, tiếp tục mình sửa Cambridge xuống lại sao? 14, take 3 reading passages 3, the power of play. À, sức mạnh của cái việc chơi ha. Rồi, mình qua dạo qua các câu hỏi từ câu 27 đến câu 31. Thì người ta hỏi là ai ở dưới đây nè, phát biểu mấy cái ý bên trên. Ở dưới này mình có cái list of researcher, danh sách của các nhà nghiên cứu. Và trên đây mình có 2, 4, 5 cái ý phát biểu. Thì chút xíu mình đọc trong bài. Mình đọc mình thấy những cái tên như thế này ngừng lại. À, khoanh vùng lấy cái ý chính và trả lời cho những cái câu hỏi này. Tiếp tục mình xuống dưới từ câu 32 cho đến câu 36 là yes no not given ha các bạn. Rồi xuống tiếp nữa câu 37 đến câu 40, bốn câu này liên quan đến guided play, tức là trò chơi mà có hướng dẫn. Thì chút xíu mình cũng đọc tới cái chỗ nào mà nó dính tới cái này nè, từ khóa là trò chơi có hướng dẫn, thì mình ngừng trở lại mình sẽ trả lời, điền vào chỗ trống, lưu ý chỉ điền có một từ ha. Rồi ok, qua đọc và trả lời đoạn 1. Virtually every child the world over plays. The try to play is so intense that children will do so in any circumstances. For instance, when they have no real toy or when parents do not actively encourage the behavior. In the eyes of a young child, running, pretending, and building a fun, researcher and educator know that this playful activity benefits the development of the whole child across social, cognitive, physical, and emotional domain. Indeed, play is such an instrumental component to healthy child development that the United Nations High Commission of Human Rights 1989 recognized play as a fundamental right of every child. Hầu như mọi đứa trẻ trên thế giới đều chơi đùa. Cái sức mạnh của việc chơi nó mãnh liệt đến nỗi mọi đứa trẻ đều làm như vậy trong bất kỳ tình huống nào. Ví dụ như khi mà chúng nó không có đồ chơi thật sự, hoặc là khi mà cha mẹ thật sự không có khuyến khích cái hành vi đó. Trong mắt của một đứa trẻ thì việc chạy, việc giả vờ hoặc là việc xây dựng thì nó rất là vui. Những nhà nghiên cứu và những nhà giáo dục biết rằng cái hành vi mà chơi đùa này thì có lợi cho việc phát triển của toàn bộ những đứa trẻ thông qua những cái khu vực về cảm xúc, thể chất, nhận thức và xã hội. Cần thực sự như vậy, chơi thì nó là một cái thành phần mà cơ bản trong cái việc phát triển của một đứa trẻ khỏe mạnh. Đến nỗi mà cao quỹ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1989 đã công nhận rằng chơi như là cái quyền cơ bản của mọi đứa trẻ. Như vậy thì hai cái dòng đầu tiên này thôi, một dòng chứ các bạn, một cái câu đầu tiên tức là 1, 2, 3 dòng này nè, thì nó sẽ trả lời được cho mình câu 32 ha. Câu 32 ta nói gì đây? Children need toy in order to play. Trẻ em thì cần đồ chơi để chơi. Nhưng mà như vậy thì đâu có đâu. Đáp án mình là no ha. Nó chơi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí là không có đồ chơi thật sự luôn. Và ngay cả khi cha mẹ do not actively encourage the behavior, tức là không khuyến khích cái hành vi chơi đó luôn. Rồi ok, mình qua đoạn 2 ha. Yeah, why experts continue to expound a powerful argument for the importance of play in children's life. The actual time children spend playing continue to decrease. Today, children play 8 hours less each week than their counterparts did 2 decades ago, at like 2008. Under pressure of rising academic standards, play is being replaced by test preparation in kindergarten, a dress school, and parents who aim to give their preschooler a class up are led to believe that flaker and educational toy are the path to success. Our society has created a false dichotomy between play and learning. Tuy nhiên, trong khi các chuyên gia tiếp tục đưa ra các lập luận mạnh mẽ về cái tầm quan trọng của việc chơi trong cuộc sống của đứa trẻ, thì cái thời gian thực tế mà đứa trẻ trải qua cho cái việc chơi thì lại tiếp tục giảm. Ngày nay thì cái đứa trẻ chơi ít hơn 8 giờ mỗi một tuần so với những cái đứa trẻ cùng thời kỳ cách đây 2 thập kỷ, theo như Eclair năm 2008. Dưới cái áp lực của cái tiêu chuẩn mà học hành ngày càng tăng, thì cái việc chơi đang bị thay thế bởi những cái bài kiểm tra trong trường mẫu giáo, trường phổ thông, và cha mẹ, những cái người mà nhắm tới cái việc cung cấp cho những cái đứa trẻ mà chưa đến cái tuổi đi học một cái sự class up, là cái công cụ để trèo lên. Ở đây mình nói là một cái sự giúp đỡ để hướng tới cái niềm tin rằng những cái flashcard, là những cái thẻ mà ghi chú hết các bạn, hoặc là những cái đồ chơi mang tính giáo dục là cái con đường dẫn đến thành công.
xã hội của chúng ta đang tạo ra một cái sự tách biệt sai lầm giữa việc chơi và việc học. Thì như vậy ngay chỗ này mình thấy cái từ khóa của một cái tên là Adline năm 2008, và ông này ông phát biểu cái ý là ngày nay thì mấy đứa trẻ nó chơi một tuần ít hơn 8 giờ đồng hồ so với những đứa trẻ cách đây 2 thập kỷ. Thì mình dò lại ở những cái câu ở bên trên này nè, mà của câu 27 cho đến câu 31 thì nó không có ý nào giống vậy hết, cho nên mình bỏ qua hết các bạn. Rồi mình tiếp tục cái dòng cuối cùng: Our society has created a false dichotomy between play and learning, là xã hội chúng ta đang tạo ra ha một cái sự tách biệt sai lầm, tức là sự phân biệt sai lầm về cái việc chơi cũng như là cái việc học. Thì câu này nó sẽ giúp cho mình trả lời được cho bên đây là câu số 33. Ok, mình qua câu 33 coi nó nói gì đây. Lại tiếp tục chạy lên chạy xuống tí xíu ha các bạn. Rồi câu 33: It's a mistake to treat play and learning as separate type of activity. Bên đây là mình có mistake, thì bên kia là mình có gì? False. To treat là đối xử, thật là sai lầm để xem việc chơi và việc học như là hai cái hoạt động mà tách biệt với nhau. Như vậy cái này là đúng rồi. Trùng khớp với cái ý mà mình vừa mới đọc ở bên kia. Thì mình có ở đây là is imitated, thì nó bằng false. Rồi ở đây learning, playing and learning. Rồi bên đây mình có separate, thì bên kia mình có là gì đây? Dichotomy. Ok, dichotomy, tie up activity. Rồi ngay chỗ này mình đánh dấu vô là câu 33 ha. Rồi mình tiếp tục qua đoạn 3. Through play, children learn to regulate their behavior, lay the foundation for later learning in science and mathematics, figure out the complex negotiation of social relationship, build a repertoire of risky problem-solving skill, and so much more. They also an important role for adults in guiding children through playful learning opportunities. Full consensus on a formal definition of play continue to elude the researcher and theorist who study it. Thông qua cái việc chơi thì những cái đứa trẻ học cái cách kiểm soát hành vi, đặt cái nền móng cho cái việc học hỏi sau này về khoa học và toán học, hình dung ra những cái mối quan hệ phức tạp, mối thương lượng, cái việc thương lượng phức tạp của cái mối quan hệ xã hội, xây dựng repertoire, mình gặp trong cuốn 13 rồi, nó là một cái kho ha, thì ở đây mình dịch là hàng loạt những cái kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và nhiều hơn nữa. Cũng có một cái vai trò rất là quan trọng dành cho người lớn trong cái việc hướng dẫn trẻ em thông qua cơ hội học hỏi và chơi đùa. Cái sự đồng lòng, full consensus là một cái sự đồng lòng một cách đầy đủ về cái định nghĩa chính thức của cái việc mà chơi, thì tiếp tục elude là lảng tránh, né tránh ha, những cái nhà nghiên cứu và những cái nhà mà lập lý thuyết, tức là đưa ra cái lý thuyết, những cái người mà nghiên cứu về nó. Như vậy cái câu này rất là hay các bạn, nó giúp mình trả lời được câu 35 ha. Người ta nói cái văn phong hay quá thì các bạn nên học, sau này mình dùng trong việc viết ha. Một cái sự đồng thuận đầy đủ về cái định nghĩa chính thức của cái việc chơi thì tiếp tục né tránh những cái nhà nghiên cứu này. Như vậy bên đây người ta nói có cái sự thống nhất của cái câu 35 nè. Researchers have agreed on definition of play là sai rồi. Đâu có researcher, đâu có đồng thuận đâu, đâu có đồng ý về cái định nghĩa của cái việc chơi đùa đâu. Như vậy câu 35 này mình đánh là no ha các bạn. Ok. Rồi tiếp tục. Như vậy mình sẽ quay lại. Đây là cái dạng bài yes, no, not, given, cho nên thông tin nó sẽ xuất hiện theo thứ tự. Mình đọc tới đây mình trả lời được câu 35, đây câu 33, vậy khúc giữa là câu 34. Câu 34 ta nói là play help children to develop their aesthetic talent. Tức là gì? Việc chơi đùa giúp cho trẻ em phát triển cái tài năng về nghệ thuật ha. Ok, thì qua bên đây hồi nãy mình đọc nguyên cái đoạn này, mình thấy dịch lại ha, thì trẻ em nó học kiểm soát hành vi nè. Rồi, nó có gì đây? Có nhiều thứ lắm. Có khoa học nè, có toán nè, rồi có kỹ năng thương lượng phức tạp, rồi có mối quan hệ xã hội, tạo ra một loạt những cái kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và nhiều hơn nữa, nhưng không hề có cái mà talented, artistic talent này. Ok, như vậy câu 34 này mình đánh vô là not given. Đó là cái cách mà mình làm, còn nếu không thì không có
Nếu như trong trường hợp mà nó không có cái thông tin đó thì các bạn khỏi khỏi đánh dấu cũng được. Còn nếu muốn đánh dấu đi học thì nó là vậy đó. Có nghĩa là ở đây là câu 33, đây là câu 35 thì khúc giữa chắc chắn nó là câu 34 vậy thôi. Chứ mình đâu có kiếm khác được. Rồi mình tiếp ha. Definitions range from direct description of various types of play such as physical construction, language or symbolic play. Miller and Almond, 2009, to list a broad criteria based on observation and attitudes that are meant to capture the essence of on-play behavior, e.g. Robin et al., 1983. Các định nghĩa xếp loại từ những cái mô tả rời rạc về nhiều cái kiểu chơi khác nhau, ví dụ như về thể chất, về xây dựng, về ngôn ngữ, hoặc là chơi theo kiểu biểu tượng hoặc ký hiệu ha, Miller và Emmons 2009, để đưa ra được một cái danh sách mà rộng rãi thì dựa vào sự quan sát và thái độ. Điều đó có nghĩa là phải nắm bắt được cái bản chất của tất cả những cái hành vi chơi đùa, theo như trong cái ví dụ của ông Robin và cộng sự năm 1983. Thì như vậy ngay chỗ này mình có hai cái ý. Ý thứ nhất là của Miller và Almond năm 2009, thì ổng nói là cũng giống như ổng thống kê lại mé trên, thì mình có các cái nhà lý luận nè và các nhà nghiên cứu. Thì ở đây ổng rút kết lại, ông Miller và Almond này ổng mới rút kết lại là gì? Do ở trên này mình chưa có nắm bắt được cái full consensus về cái formal definition, mà cái definition tức là định nghĩa này nó được xếp loại một cách rất là rời rạc ha, từ những nhiều cái kiểu chơi khác nhau, ví dụ như về vật lý, về xây dựng, về ngôn ngữ, về những cái biểu tượng vân vân. Thì đó là do ông Miller và Almond 2009 này ổng phát biểu cái ý đó. Như vậy ngay chỗ này nó phù hợp với có câu 27. Miller và Almond đã nói play can be divided into a number of separate categories, là chơi thì có thể được chia thành nhiều cái loại category, ở đây là loại ha các bạn, riêng biệt một cái số lượng những cái loại khác nhau hoặc liên biệt. Thì ông Miller và Emmons đã phát biểu cái này. Rồi đồng thời xuống đây mình có một cái tên nữa là trong cái ví dụ của Robin và cộng sự năm 1983, thì nắm bắt lại ngay chỗ này nó có nghĩa là phải nắm bắt được cái bản chất của tất cả hành vi chơi đùa, thì nó không dính tới từ câu 27, 28, 29, 30, 31 không dính đi đó, cho nên mình bỏ qua tí xíu, chừng nào có mình lại quay lại. Rồi ok, tiếp tục ha, mình xuống đoạn tiếp theo. Majority of the contemporary definition of play focus on several key criteria. The founder of the National Institute for Play, Stuart Brown, had described play as anything that spontaneously is done for its own sake. More specifically, he says, appear purposeless, produce pleasure and joy, earn this one to next stage of mastery, as quoted in Tupé, 2008. Similarly, Miller and Almond, 2009, say that play includes activities that are freely chosen and directed by children and arise from intrinsic motivation. Often, play is defined along a continuum as more or less playful, using the following sets of behavioral and dispositional criteria, e.g. Robin, S.R., 1983. Phần lớn các cái định nghĩa hiện đại về việc chơi thì tập trung vào một số những cái tiêu chí chính. Nhà sáng lập của Viện Quốc gia về vui chơi là Steve Brown đã mô tả cái việc chơi như là bất kỳ cái thứ gì mà nó bộc phát một cách tự nhiên, tức là tự phát ha, và được thực hiện vì chính cái quyền lợi hoặc lợi ích của nó. Cụ thể hơn là ông ấy nói rằng nó xuất hiện không có mục đích và sản sinh ra cái niềm vui và cái sự vui, và dẫn đến một trong những cái giai đoạn tự chủ tiếp theo như là được ghi chú nêu ra ở trong TP năm 2008. Tương tự như vậy thì Miller và Almond năm 2009 cũng nói rằng chơi thì bao gồm các cái hoạt động mà nó được lựa chọn một cách tự do và được hướng dẫn bởi những cái đứa trẻ và được phát sinh từ chính cái động cơ nội tại của nó. Thường á, thì cái việc chơi được định nghĩa theo một số những cái thể chế liên tục, và ít nhiều thì nó cũng phải vui. Sử dụng một cái bộ tiêu chí về tâm tính và hành vi mà như nêu ở bên dưới, following là ở dưới đây, theo như ông Robin và cộng sự năm 1983. Thì tí xíu nữa mình sẽ thấy dưới đây nó định nghĩa cái bộ tiêu chí này. Đó là thí dụ như play e pleasure, rồi play thì e process oriented, tức là chơi thì phải vui, chơi thì phải là một cái quy trình định hướng vân vân. Thì rõ ràng cái dòng cuối của đoạn này nè các bạn,
nó sẽ trả lời được cho mình câu 31 ha. Bên đây câu 31 người ta hỏi ai là cái người phát biểu cái ý từ 27 đến 31 thì mình thấy có cái tên Tobin và cộng sự ngay chỗ này. Và có phải vừa mới nói là activity can be classified on a scale of playfulness không? Những cái hoạt động này thì nó có thể được sắp xếp theo cái mức độ của cái niềm vui. À, như vậy mình đánh vô 31 là C ha. À, chút xíu mình dịch tiếp thì mình sẽ làm rõ hơn. Còn bây giờ mình đánh dấu trước ngay chỗ này thường nè. Ông nói nè, ông Robin này ông nói thường đó là chơi thì định nghĩa bằng một theo một cái số những cái thể chế liên tục mà ít nhiều phải là playful cái đã. Và nó sử dụng cái bộ tiêu chí ở dưới này. Ngay chỗ này đánh vô 31 ha. Thí dụ chơi là phải vui nè. Rồi chơi là một quá trình mà oriented là định hướng nè. Ok. Play is pleasurable. Children must enjoy the activity or it's not play. It's intrinsically motivated. Children engage in play simply for the satisfaction the behavior itself brings. It has no extrinsically motivated functional goal. Play is process oriented. When children chơi thì chỉ là để vui thôi. Trẻ em phải vui, thích thú với cái hoạt động hoặc là nó không phải là chơi. Và nó thì chỉ mang cái động cơ nội tại, tức là trẻ em dính với cái việc chơi đùa đơn giản chỉ là để thỏa mãn những cái hành vi mà chính bản thân nó mang lại. Nó không có một cái mục tiêu hoặc là chức năng có động cơ từ bên ngoài. Chơi thì là một cái quá trình định hướng. Rồi khi mà cái trẻ em gì, mình qua tiếp ha. Rồi ok, mình tiếp ha. When children play, the means are more important than the end. It is freely chosen, spontaneous, and voluntary. If a children need pressure, they will gladly not think of the activity as play. Play is actively engaged. Player must be physically and or mentally involved in the activity. Play is non-literal. It involves make-believe. Khi mà trẻ em chơi thì cái phương tiện nó quan trọng hơn là cái kết thúc. Nó là một cái sự tự do lựa chọn, tự phát và tình nguyện. Nếu mà trẻ em bị áp lực thì chúng dường như không nghĩ là cái hoạt động này như là trò chơi. Chơi thì là việc tham gia tích cực. Cái người chơi thì phải tham gia vào các hoạt động tích cực về thể chất lẫn tinh thần. Chơi thì nó không theo nghĩa đen, nó liên quan đến cái sự tin tưởng ha các bạn. Rồi ok, mình qua tiếp cái đoạn tiếp theo. According to this view, children's playful behavior can range in degree from 0% to 100% playful. Robin and College did not assign greater weight to any one dimension in determining playfulness. However, other researchers have suggested that process orientation and a lack of obvious functional purpose may be the most important aspect of play, e.g. Pellegrini, 2009. Theo quan điểm này thì cái hành vi chơi đùa của trẻ em có thể được sắp xếp theo cái mức độ từ 0 cho đến 100% của cái niềm vui, của sự yêu thích ha. Thì ngay chỗ này một lần nữa nó giúp cho mình khẳng định lại cái câu 31 hồi nãy. Nếu mà khúc trên bạn chưa rõ thì bạn xuống đây, nó vẫn là của Robin và cộng sự. Thì là các cái hoạt động vui chơi nè có thể được phân loại on a scale of playfulness là 0 đến 100% đó các bạn ha. Robin và đồng nghiệp thì không có ấn định bất kỳ, tức là không có xem trọng bất kỳ cái khuôn khổ của cái kích cỡ hoặc là cái việc xác định niềm vui nào. Tuy nhiên cái nhà nghiên cứu khác thì lại có một cái đề nghị rằng cái định hướng về quy trình và cái sự thiếu hụt về cái mục đích chức năng mà hiển nhiên hoặc rõ ràng thì có thể là cái khía cạnh mà quan trọng nhất của trò chơi. Đó là theo như Pellegrini và cộng sự, Pellegrini năm 2009. Như vậy cái dòng này nè, nó sẽ giúp cho mình trả lời được câu 30. Ok, 30 ha. Mình qua bên 30. Bên đây mình thấy Pellegrini chưa? Ok, thì ông nói là certain element of play are more significant than other. Có một cái yếu tố nào đó, nhất định nào đó trong cái trò chơi thì nó quan trọng hơn. More significant than, tức là nó quan trọng hơn, ý nghĩa hơn những cái khác. Thì cái này là ông Pellegrini ông nói nè. Ok, là bên đây khía cạnh nào đây? Hai cái này, thứ nhất là cái process orientation nè, and lack of obvious functional purpose ha. Đó là cái định hướng về quy trình và cái sự thiếu hụt cái mục đích chức năng hiển nhiên nào đó. Thì như vậy theo ông này trả lời cho câu 30. Ok, rồi mình xuống đoạn tiếp theo. From the perspective of a continuum, play can thus plan with other motive and attitude that are less playful, such as work. Unplanned play, work is typically not viewed as enjoyable,
and it is intrinsically motivated, i.e. it is goal-oriented. Researcher John Goodman, 1994, suggested that hybrid form of work and play are not a detriment to learning. Rather, they can provide optimal context for learning. For example, a child may be engaged in a difficult goal-directed activity set up by their teacher, but they may still be actively engaged in intrinsically motivated. At this midpoint between play and work, the child motivation coupled with guidance from an adult can create robust opportunity for playful learning. Từ cái quan điểm của một thể chế liên tục thì chơi có thể được trộn với các cái động cơ khác và cái thái độ mà nó ít vui hơn, ví dụ như làm việc không giống như chơi. Làm việc thì thường là không được xem là thú vị, bởi vì nó thì có cái động cơ từ bên ngoài, tức là nó có cái định hướng, mục tiêu. Theo nhà nghiên cứu John Goodman năm 1994 đề nghị rằng đã đề nghị một cái hình thức kết hợp giữa chơi và làm việc mà nó không có gây hại cho cái việc học, hơn là bọn họ sẽ cung cấp một cái ngữ cảnh tối thiểu cho cái việc học. Ví dụ như một cái đứa trẻ thì nó có thể tham gia vào một cái hoạt động mà có định hướng mục tiêu khó khăn do giáo viên đặt ra, và chúng nó cũng vẫn có thể tham gia vào một cái hoạt động mà nó có xuất phát từ intrinsically, là nội tại ha các bạn, có động cơ từ bên trong, tức là tự phát. Vào cái thời điểm giữa chơi và học này thì cái động cơ của đứa trẻ kết hợp với sự hướng dẫn từ người lớn thì có thể tạo ra một cái việc mà thúc đẩy cơ hội cho cái việc học tập mà vui vẻ, học tập thú vị. Rồi, như vậy đoạn này sẽ giúp mình trả lời được hai câu, câu 36 và câu 29. Mình qua cái câu 36, ta nói gì? Work and play differ in terms of whether or not they have a target, tức là làm việc và chơi thì nó khác về cái thuật ngữ rằng chúng nó có mục đích hay không, khác nhau về cái việc mà chúng nó có mục tiêu hay không. Ok, vậy ngay chỗ này câu trả lời của mình là yes ha. Ok, ngay chỗ này nè các bạn, nó khác từ thằng không giống như chơi ha. Người ta ghi đây không giống như chơi, tức là chơi thì không có mục đích, còn làm việc thì không được xem là thú vị, bởi vì sao? Nó có cái động cơ từ bên ngoài và nó có mục đích. Rồi, mình đánh vô 20, ở đây là 36 ha các bạn. Ok, rồi tiếp theo cái đoạn này nè, cái dòng này nó sẽ giúp mình trả lời cho câu 29. Qua câu 29 mình coi cái gì đây. 29 ha, chạy lên trên này. Người ta hỏi ai là cái người mà phát biểu rằng combining work with play may be the best way for children to learn, kết hợp giữa việc làm việc với chơi á thì có thể là cách tốt nhất cho lũ trẻ để học, thì là cái ông John Goodman nè. Ok, vậy mình đánh vô ngay chỗ 29 này là F ha. Ok, là John Goodman đã nói câu này. Đây nè, mình thấy chữ nhân vật, researcher, nhà nghiên cứu John Goodman 1994 đã đề nghị một cái hình thức kết hợp với chơi và học, và mà nó không có gây hại cho việc học ha, hơn là chúng ta, bọn họ có thể cung cấp một cái bối cảnh tối thiểu cho việc học. Ok, rồi ở dưới này họ cũng giải thích thêm nữa, người lớn thì cũng có thể chơi cùng với, cung cấp hướng dẫn với lũ trẻ nè, tạo ra cái sự thúc đẩy những cái cơ hội, thúc đẩy cơ hội cho cái việc học mà nó mang lại niềm vui. Ok, rồi mình tiếp cái đoạn tiếp theo ha. Critically, recent research supports the idea that adults can facilitate children learning while maintaining a playful approach in interaction known as guided play, Fisher et al. 2011. The added role in play varies as a function of their educational goals and their child developmental level. Hitch Special SR 2009. Một cách quan trọng là những nghiên cứu gần đây thì hỗ trợ cho cái ý tưởng rằng người lớn có thể tạo điều kiện trong cái việc học tập của lũ trẻ, của đứa trẻ, trong khi vẫn duy trì cái cách tiếp cận mà thú vị trong cái việc tương tác, được biết đến như là chơi mà có hướng dẫn, theo như Fisher và Cộng sự năm 2011. Cái vai trò của người lớn trong việc chơi thì biến đổi tùy theo cái chức năng của cái mục tiêu giáo dục của họ và cái mức độ phát triển của đứa trẻ, theo như Hitch, Basel và Cộng sự năm 2009. Như vậy cái khúc này nè các bạn, bạn thấy cái Hitch, Basel này nè, nó sẽ trả lời được cho mình câu 28. Ok, mình qua câu 28, mình coi ai là cái người mà đã nói rằng adult intended goal affected how they play with children, tức là cái mục tiêu mà có dự định của người lớn
thì ảnh hưởng đến cái cách mà họ đã chơi với đứa trẻ đúng không? Tùy theo cái goal đó hồi nãy nói đó, thì như vậy cái đó là cái ông nào hit Parcells SA mình đánh vô là câu G ha. Ok. Rồi, tiếp tục qua đoạn kế cuối. Guide display text to form at the very basic level. Adult can enrich the child environment by providing objects or experiences that promote aspect of a curriculum. In the more direct form of guided play, parents or other adults can support children play by joining in the fun as a co-player, raising thoughtful questions, commenting on children's discovery, or encouraging further exploration or new phases of the child activity. Although playful learning can be somewhat structured, it must also be child-centered. Nicolopolo SR 2006, play should stem from the child's own desire. Chơi có hướng dẫn thì nó có hai hình thức. Ở cái mức độ cơ bản thì người lớn có thể cung cấp cái môi trường chơi cho đứa trẻ bằng cách đưa thêm các cái đồ vật, các cái trải nghiệm mà nó có thể làm đa dạng các cái khía cạnh của cái khóa học, tức là cái chương trình huấn luyện. Còn trực tiếp hơn của cái hình thức chơi hướng dẫn là cha mẹ hoặc người lớn có thể hỗ trợ cái việc chơi của đứa trẻ bằng cách tham gia vào cái trò chơi như là một cái người cùng chơi, đưa ra các câu hỏi mà có tính suy nghĩ, mang tính tư duy ha, và nhận xét về những cái khám phá của đứa trẻ, hoặc là khuyến khích hơn cái sự khám phá những cái khía cạnh mới trong cái hoạt động của đứa trẻ. Mặc dù cái việc học mà chơi, tức là học mà thú vị, thì có thể một cái thứ gì đó nó mang tính cấu trúc, nhưng cũng phải thừa nhận nó phải lấy đứa trẻ làm trung tâm ha. Theo như Nicolò Polo và Đạo Cộng sự năm 2006, chơi thì nó phải xuất phát từ cái mong muốn của chính đứa trẻ. Rồi, giai đoạn này mình sẽ thấy cái từ khóa là guided play là nó sẽ giúp cho mình trả lời từ câu 37 cho đến câu 40 giống như ban đầu mình thấy ha. Thông tin nó chú ý ngay đây. Thì ở in the simplest form of guided play là cả hình thức đơn giản nhất của trò chơi, thì an adult contribute to the environment in which the child is playing là cái người lớn thì đóng góp cho cái môi trường chơi của đứa trẻ thôi. Alternatively, mặt khác thì an adult can play with a child and develop the play. Một người lớn thì có thể chơi với đứa trẻ và phát triển cái trò chơi. Ví dụ như for instance by the child to investigate different aspects of their game. Làm cái gì đứa trẻ? Ở đây bằng cách làm cái gì đứa trẻ? Để khám phá những cái khía cạnh khác nhau của cái trò chơi. Ok, thì mình qua đây mình thấy mình đọc ngay chỗ này nè các bạn. Thứ nhất, more direct, in the more direct form là ở hình thức trực tiếp hơn. Cái ban đầu là cái dòng đầu người ta nói là ở cái khía cạnh ban đầu nó at the very basic level, là cái khúc bên đây là in the simplest form of guided play ha. Rồi tới cái hình thức thứ hai ở bên đây nè, người ta nói là alternatively, là mặt khác thì for instance cái gì đó là nó nằm ở cái khúc dưới này, in the more direct form of guided play. Thì sao đây? Người lớn có thể tham gia như là cái người cùng chơi, hoặc là encouraging further exploration or new phases to the child activity. Ở bên kia là the child exploration of the game gì đó. Đây, the child to investigate different aspects of their game. Thì bên đây của mình nó sẽ có tương tự là new phases to the child activity. Vậy mình sẽ lấy vô cái từ ở đây là bên kia là ở đây là or encouraging further exploration. Ok, vậy mình lấy encouraging để vô ha. Bên kia là by. Ok, by encouraging the child, khuyến khích đứa trẻ. Rồi tiếp tục bên đây nè, adult can make children to learn through play. Người lớn thì có thể giúp đứa trẻ học thông qua việc chơi ha. And may make the activity rather structure, làm cho những cái hoạt động chơi này nè nó được thiết kế, tức là nó có cấu trúc á. But it should still be based on the child to play. Nhưng mà tất cả thì cũng phải dựa trên, ở đây mình có based on, dựa trên cái gì của đứa trẻ để chơi. Ở bên đây là lấy đứa trẻ làm trung tâm nè. Và play should stem from. Stem from là xuất phát từ child own desire. Vậy mình lấy own desire để vô ha. Hai chữ nha các bạn, lấy có một chữ thôi, desire. Play should stem from the child own desire. Đây là câu 38. Ok, bên đây 38 liền vô là desire ha. Based on child desire. Rồi tiếp tục, play without the intervention
of adults give children the real chấm chấm chấm. Rồi mình đọc tiếp cái đoạn tiếp theo ha. Đoạn dưới này nó mới trả lời được hai câu cuối. Both free and guided play are essential elements in child-centered approach to playful learning. Intrinsically motivated play, free play provides the child with true autonomy, while guided play is an avenue through which parents and educators can provide more targeted learning experiences. In either case, play should be actively engaged. It should be predominantly child-directed and it must be fun. Kể cả chơi tự do hoặc là chơi có hướng dẫn thì đều là những cái yếu tố mà thiết yếu trong cái việc tiếp cận cái trung tâm, lấy đứa trẻ làm trung tâm, tức là một cái phương pháp mà lấy đứa trẻ làm trung tâm để tiến tới cái việc học mà vui ha. Cái việc chơi tự do mà có cái yếu tố từ bên trong thì cung cấp cho cái đứa trẻ với cái sự true autonomy, là một cái sự tự trị thật sự, tức là tự chủ á. Trong khi cái chơi mà có hướng dẫn thì là một cái avenue, là đại lộ, thì dịch là con đường thôi cho nhẹ ha, là một cái con đường mà thông qua đó thì cha mẹ hoặc những nhà giáo dục có thể cung cấp thêm những cái trải nghiệm học tập mà có mục tiêu hơn, tức là có định hướng hơn. Trong cả hai trường hợp thì chơi đều nên được tham gia một cách tích cực, và nó nên chủ yếu là hướng tới đứa trẻ và phải vui, it must be fun thì mới được. Rồi về cái đoạn cuối này nè, nó sẽ giúp cho mình trả lời được câu 39-40 bên câu 39 người hồi nãy mình có nói rồi. Play with the intervention of adult give children drill chấm chấm chấm. Chơi mà quyết đau, không có, chứ không phải quyết nha các bạn, không có cái sự can thiệp của người lớn thì có thể cung cấp cho đứa trẻ cái gì thật sự. Ở bên đây đó là chơi tự do đó, có hai hình thức chơi, một là chơi tự do, hai là chơi có hướng dẫn. Thì ngay chỗ chơi tự do này nè, free play mà xuất phát tự bản thân nó thích thì nó chơi thôi, xuất phát từ bên trong, tức là nội tại của nó, thì cung cấp cho đứa trẻ with true autonomy, cái quyền tự chủ thật sự, tức là ở đây là một cái quyền giống như độc lập, tự do, dân chủ vậy đó, tự chủ, tự chủ động mà. Rồi vậy ở đây mình điền vô real autonomy, bên kia true thì bên đây real ha. Rồi còn đối với người lớn ha, with adult, play can be, chơi thì có thể, cái gì mà at particular goal, chơi mà cái gì mà có với cái mục tiêu mà rất là đặc biệt, mục tiêu đặc biệt, mình qua bên đây là chơi. Với người lớn thì qua hình thức chơi thứ hai là chơi có hướng dẫn. Why play, guided play, an avenue through with parent and educator, bên đây parent and educator là bên kia người ta dùng adult, can provide more targeted learning experience. Ok, vậy thì sẽ cung cấp, có thể nè, người lớn nè, có thể cung cấp, ở bên đây thì người ta nói là có thể gì đó mà với particular goal, thì mình điền vô là mục tiêu mà có định hướng ha, targeted. Nhưng mà cuối cùng hết ha, tất cả các cái này đều phải là should be an opportunity for children to have fun, là phải hình thức chơi á thì phải nên là một cái cơ hội cho đứa trẻ được vui. Như vậy tương tự như việc học Anh văn của mình, học IELTS ha, học kiểu gì cũng được nhưng mà nó phải fun mới được ha, must be fun mới được. Bạn nào không có fun á là bạn đó ngồi học vừa đuối dữ lắm à nha. Rồi ok, mình vậy là mình xong một cái test nữa ha các bạn, tức là xong passage 3 của test 3 K14.